cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một người phụ nữ được mệnh danh là mẹ mìn Trung Quốc, tên là Dư Hoa Anh, cùng ba người tình đã dụ dỗ 11 đứa trẻ rời khỏi tầm mắt cha mẹ, rồi bắt cóc đến các vùng quê bán kiếm lời. Cả con đẻ cũng bị bà ta bán. Những cuộc buôn bán người này đều được bà ta cùng đồng bọn thực hiện từ năm 1993 đến năm 1996. Tận cho đến khi bị bắt và tuyên án, bà ta vẫn nghĩ bản án là quá nặng so với tội của mình. Ngày 29 tháng 1 năm 1993, Thái Thắng, 6 tuổi, cùng anh trai đi nhặt vỏ chai trên sân ga thành phố Tân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Khi anh trai lên tàu tìm vỏ chai, một phụ nữ dẫn theo bé gái đến gần Thắng, nói sẽ mua kẹo cho cậu. Cứ như vậy, Thắng bị bà ta dắt lên tàu hỏa, đưa đến vùng quê thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Cậu bé bị bán cho bố mẹ nuôi với giá khoảng 4.000 nhân dân tệ thông qua môi giới. Ngày 19 tháng 7 năm 1994, khi Tiêu Tuấn 5 tuổi và anh trai Tiêu Đào 11 tuổi đang chơi trên cầu ở thành phố Đô Quân, một cặp vợ chồng dẫn theo bé gái tầm tuổi họ, bắt chuyện với Tuấn và mua kem cho hai anh em ăn. Khi Đào cầm kem đi tìm mẹ, đang mở sạp bán hàng cách đó không xa, chỉ trong vài phút Tuấn biến mất. Tuấn cũng bị đưa đến Hàm Đan và bán với giá 6.000 nhân dân tệ. Người phụ nữ gầy gò, mặt thun dài, xương gò má cao và ngầm đen trong ấn tượng của Đào chính là kẻ buôn người tên là Dư Hoa Anh. Tiếp cận bằng cách mua đồ ăn vặt là chiêu trò lừa gạt bắt cóc trẻ em được bà ta thường xuyên áp dụng. Dư Hoa Anh sinh năm 1963 tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Năm 1984, khi 21 tuổi, bà kết hôn với Vương Gia Văn, quê Trùng Khánh. Ba năm sau, sinh con gái. Năm 1992, Văn bị bắt vì trộm cắp. Hai mẹ con Dư Hoa Anh mất nguồn tài chính để kiếm sống, bà tà giao con cho vợ chồng anh trai Văn nuôi dưỡng, đi làm trong quán mì. Tại chỗ làm, Dư Hoa Anh gặp cung Hiển Lương, lớn hơn 20 tuổi đã có vợ con. Hai người ngoại tình, chung sống và sinh một con trai. Vì khả năng tài chính lúc đó không đủ để nuôi đứa bé và vì đây là con ngoài giá thú, cả hai quyết định bán bé trai. Thông qua người bạn tên Thân Hải Lâm ở Hàm Đan, lương gặp kẻ môi giới tên Vương Quốc Phó bán con lấy hàng chục nghìn nhân dân tệ thấy kiếm được nhiều tiền, Dư Hòa Anh phối hợp chặt chẽ với Lương và Phó, không lâu sau Văn cũng gia nhập. Chúng đưa những đứa trẻ bị bắt cóc đến nhà Lâm, sau đó thương lượng giá cả với người mua. Vừa tìm trẻ em không có người lớn giám sát, Dư Hòa Anh vừa để mắt tới những đứa trẻ hàng xóm vì đã quen biết nên dễ xuống tay hơn. Mùa đông năm 1995, Dư Hòa Anh mang theo con gái cùng Lương đi từ Trùng Khánh đến thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu, cặp đôi thuê nhà ở đó nửa tháng nhưng không tìm được bé trai nào phù hợp. Họ bèn chuyển mục tiêu đến bé gái tên Dương Nữ Hoa, 5 tuổi, con hàng xóm thuê nhà cùng khu. Lợi dụng lúc người lớn đi vắng, Dư Hoa Anh lấy cớ đi mua kim đan len để lừa cô bé ra khỏi nhà. Bộ đôi vội vàng khống chế cô bé lên ô tô, không thu dọn đồ đạc trong nhà trọ mà cứ thế bỏ trốn. Dư Hoa Anh thú nhận, vì chúng tôi bắt cóc đều là con nhà hàng xóm, nếu thu dọn đồ đạc sẽ có người nghi ngờ chúng tôi đưa bọn trẻ đi. Đi lên tàu hỏa, Hoa đòi về liền bị dọa ném xuống đường ray nên không dám kêu khóc. Trong quá trình di chuyển, Hoa bị đánh, không cho đi vệ sinh, thậm chí đổ nước nóng lên đầu vì chống cự. Cô bé được đưa đến Hàm Đan, bán cho một gia đình khuyết tật làm con nuôi với giá 2.500 nhân dân tệ. Khi bị cảnh sát truy bắt vào năm 2000, Lương bỏ trốn một mình. Dư Hoa Anh sống chung với Lâm cho tới khi hắn qua đời khoảng 2 năm sau đó. Năm 2004, Dư Hoa Anh và Văn bị bắt khi đang phạm tội ở tỉnh Vân Nam. Tháng 9 năm 2004, bà ta bị kết án 8 năm tù vì tội bắt cóc và buôn bán trẻ em. Sau khi được giảm án, bà ta được thả vào ngày 18 tháng 5 năm 2009. Tháng 5 năm 2021, Hoa nhận lại chị gái sau nhiều năm tìm kiếm gia đình ruột thịt nhờ phương pháp đối chiếu ADN. Dù bị bắt cóc khi mới 5 tuổi, Hoa luôn ghi nhớ chuyện quá khứ và tìm mọi cách để về nhà. Sau khi đoàn tụ, Hoa được biết rằng khi cô bị bắt cóc, bố đau buồn, chìm đắm trong rượu suốt thời gian dài, cuối cùng cũng qua đời vì trầm cảm năm 1997. Mẹ cô cũng qua đời vì cú sốc tinh thần liên tiếp vào một năm sau. Sau khi bố mẹ mất, chị gái Hoa và bà ngoại phải sống nương tựa vào nhau, gia đình vốn hạnh phúc bị phá nát. Ngày 5 tháng 6 năm 2022, Hoa đến Sở Công an thành phố Quý Dương trình báo. Sau khi thủ lý vụ án, cảnh sát điều tra ra Dư Hoa Anh và phát lệnh truy nã vào ngày 29 tháng 6 ngay sau đó, Dư Hoa Anh bị bắt tại Trùng Khánh. Ngày 18 tháng 9 năm 2023, vụ án xét xử tại Quỷ Dương. Công tố viên cho biết chỉ trong 3 năm, từ năm 1993 đến năm 1996, Dư Hoa Anh và Lương đi khắp các tỉnh, thành như Quý Châu, Trùng Khánh bắt tổng cộng 11 đứa trẻ của 8 gia đình. Lương hiện đã chết. Tòa án cho rằng bị cáo nhiều lần bắt cóc, buôn bán trẻ em để trục lợi phi pháp. Cha mẹ của 11 đứa trẻ phải buôn ba nhiều năm để tìm con. Tán gia bài sản, tội ác của Dư Hoa Anh đặc biệt nghiêm trọng và vô cùng nguy hại cho xã hội. Tòa tuyên Dư Hoa Anh phạm tội bắt cóc và buôn bán trẻ em, kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Bước ra khỏi cổng tòa án, Hòa Cố nén nước mắt vừa đọc to bản án trước các gia đình có con bị bắt cóc. Cô nói bản án khiến các bậc cha mẹ đang tìm con nhìn thấy hy vọng. Trần Bính Liên, mẹ của nạn nhân Tiêu Tuấn cho biết, sau khi con bị bắt cóc, gia đình đi khắp nơi dán tờ rơi tìm trẻ mất tích, đăng thông tin trên các đài truyền hình. Bà Liên kiên trì bày sạp bán hàng ở nơi con trai biến mất vì sợ con tìm về lại không thấy mẹ. Chồng bà Liên tới khi chết vẫn trong ngóng con. La Hưng Trân, mẹ của hai chị em Hồ Hoa Lan và Hồ Hoa Bắc, bị Dư Hoa Anh bắt cóc năm 1996 cho biết gia đình đi tìm con khắp nơi tiêu hết tiền tiết kiệm. Giờ đây sau nỗ lực của cảnh sát, hai đứa trẻ đã được tìm thấy. Nhưng sau khi trở về, con trai không gọi bà là mẹ, chẳng còn tình thân nữa, bà Trân nói trong nước mắt. Bà Viên, mẹ của hai anh em Hà Thanh và Hà Hồng bị Dư Hồ Anh bắt cóc năm 1993 cho biết, trước khi chồng bà qua đời vào năm 2016, vẫn đau đấu dặn dò vợ đừng từ bỏ tìm con. Hiện tại, hai đứa trẻ đã tìm được nhờ đối chiếu ADN, tuy nhiên vẫn có một đứa con trai không chịu nhận bà là mẹ không phải lỗi của tôi là lỗi của kẻ buôn người. Nó không nhận tôi thì cũng không có cách nào. Người làm mẹ chỉ cần con sống tốt, hạnh phúc là được rồi, bà Viên nói. Sau bản án sơ thẩm ngày 18 tháng 9, Dư Hoa Anh bày tỏ, mức án quá nặng sẽ kháng cáo. Một vụ bắt cóc khác khi nạn nhân bị bắt cóc lúc 5 tuổi nhưng đã dựa vào ký ức để tìm lại gia đình và giúp cảnh sát bắt kẻ buôn người sau 18 năm. Trịnh Hùng Khôn sinh năm 1991 là con trai thứ hai của Trịnh Song Bình và vợ Trịnh Biên Trân, quê ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Lên 5 tuổi, Khôn theo bố mẹ chuyển đến sống ở quận Diêm Điền, thành phố Thâm Quyến. Chiều 27 tháng 8 năm 1996, Trần vừa bận rộn bán hàng vừa trông nom con trai ở sạp hoa quả. Thấy buồn chán, Khôn đòi về nhà tìm bố. Vì sạp hàng chỉ cách nhà 200 mét, Khôn cũng quen thuộc các nhà xung quanh nên Trần không lo nghĩ nhiều, bảo con tự về. Tới đó không thấy con đâu, hai vợ chồng vội nhờ người thân bạn bè giúp tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả. Cả hai đoán khôn rất có thể đã bị bắt cóc. Suốt 4 năm sau đó, họ ngừng kinh doanh tiêu gần hết tiền tiết kiệm bùng bà khắp nơi tìm con. Nhưng nhà còn bốn đứa con cần nuôi dưỡng, vợ chồng đành phải dừng việc tìm kiếm bắt đầu buôn bán trở lại. Năm 2000, họ mở một cửa hàng bách hóa ở Đông Hoảng, tỉnh Quảng Đông, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi để tìm khôn. Trong thời gian đó, Khôn đã bị bọn bắt cóc bán đến thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, cách nhà hơn 250 km. Vào buổi chiều đình mệnh ngày 27 tháng 8 năm 1996, trên đường về nhà, Khôn vừa đi vừa chơi lanh quanh. Trời bất chợt đổ mưa, Khôn chạy vào siêu thị trúng nhờ. Một người phụ nữ trung niên bước vào, Khôn chưa bao giờ gặp người này. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cô ta đã đi thẳng về phía Khôn, mỉm cười hỏi han rồi lấy ra một khẩu súng đồ chơi trong túi sách cho cậu bé. Dù rất thích Khôn rất đầu từ chối, cô ta bèn đặt thẳng khẩu súng vào tay Khôn, tự nhận là bạn của mẹ Khôn, khiến cậu bé hoàn toàn mất cảnh giác. Cô ta đề nghị đưa Khôn về nhà rồi bế cậu bé ra khỏi siêu thị. Ngay khi ra ngoài, Khôn cảm thấy buồn ngủ và không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Lúc tỉnh dậy, Khôn oa khóc khi thấy mình ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ đánh tác Khôn, đe dọa không cho tiếp tục gào khóc. Vì đứa trẻ 5 tuổi đã có thể ghi nhớ, không bán được giá tốt cô ta giữ Khôn ở nhà để tiến hành tẩy não trước. Khôn bị bắt mỗi ngày phải ghi nhớ nhiều tên người khác nhau, không học thuộc thì không cho ăn cơm. Qua một thời gian, khôn dần quên hết tên của bố mẹ và những người thân trong gia đình. Hơn một năm sau, bọn buôn người bán khôn với giá 8.000 nhân dân tệ cho một ông lão ngoài 80 tuổi ở huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên. Con trai ông lão mất sớm nên muốn mua khôn về làm cháu nội. Ở đây, khôn có tên mới là Trương Minh, được đối xử tốt hơn, không bị đánh đập. 4 năm sau, ông lão qua đời, khôn lại được gửi cho con gái của ông nuôi dưỡng. Dù có cuộc sống mới và đã quên mất tên bố mẹ, Khôn vẫn không thể quên mình là một đứa trẻ bị bắt cóc. Khôn nhận thức rõ đây không phải nhà mình, quyết tâm tìm lại bố mẹ ruột. Năm 2009, Khôn bắt đầu kế hoạch tìm kiếm gia đình. Vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, Khôn đã ra ngoài làm thề kiếm tiền, từ đó không nhận một đồng nào từ người nuôi dưỡng. Ngoài thời gian đi làm, Khôn dành hết tâm sức cho việc tìm người thân. Tuy nhiên, vì bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, Khôn không thể nhớ được giọng địa phương gốc của mình dẫn đến việc tìm nhầm người. Hùng đã đi nhiều thành phố ở Quảng Đông, sau đó đến Thâm Quyến làm việc. Cuối cùng chuyển đến Đông Hoảng, đây cũng là nơi bố mẹ Khôn đang sinh sống. Năm 2010, Khôn và ông Bình lần lượt đăng bài lên diễn đàn hỗ trợ tìm người thân. Tuy nhiên, tên đăng ký của Khôn là Trương Minh, còn vợ chồng Bình lại tìm kiếm Trịnh Hùng Khôn. Trong bài đăng, Khôn mô tả đặc điểm ngoại hình của mình và một số ký ức tuổi thơ, giúp các tình nguyện viên trên diễn đàn có thông tin để đối chiếu. Đến năm 2013, khi phân tích thông tin của Khôn, tình nguyện viên phát hiện một chi tiết bị xô ngã khi chơi đùa lúc 4 tuổi, để lại hai vết sẹo trên cằm. Đồng thời, Khôn còn cho biết bố mẹ ruột bắn trái cây nhà có sân sau vào một công trường xây dựng bên cạnh. Những chi tiết này tương đồng với nội dung bài đăng tìm con của ông Bình. Cuối cùng, tình nguyện viên quyết định thử kết nối đôi bên. Lúc đầu Khôn không mấy hy vọng, nhưng sau vài cuộc trao đổi đơn giản với vợ chồng Bình, họ lập tức nhận ra nhau. Ngày 27 tháng 1 năm 2014, kết quả xét nghiệm ADN xác nhận họ là người thân có cùng huyết thống. Cả gia đình được đoàn tụ sau hơn 6.000 ngày xa cách. Sau khi trở về quê nhận tổ tiên, Hùng nhớ ra từng bị bọn buôn người dẫn qua một con đường nhỏ để đem đi bán. Nếu trở lại huyện Đông Nguyên, Hùng khẳng định có thể tìm thấy nhà của người phụ nữ bắt cóc mình. Tuy nhiên, sau 18 năm, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hùng không tìm thấy ngôi nhà từng ở suốt một năm cùng cùng gia đình đến đồn cảnh sát trình báo, theo manh mối của Khôn về kẻ buôn người sống cùng người chồng câm. Cảnh sát tìm ra một người phụ nữ tên Trần Bích Quần. Nơi quần sống cũng nằm trong khu vực Khôn tìm ra dựa trên ký ức, nhưng khi đến nhà quần cảnh sát phát hiện ngôi nhà trống không. Qua điều tra, quần là người nơi khác đến chạy nạn chung sống với một người đàn ông câm trong làng. Họ chỉ làm nông không kiếm được nhiều tiền nhưng lại là hộ đầu tiên xây được nhà mới cho hai con đi học nơi khác. Dân làng cho biết, nhà quân hiếm khi mở cửa, ít khi giao tiếp với người khác, nhưng họ đều nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ truyền ra. Cảnh sát tìm ra quần từ thông tin nhân viên của một công ty dịch vụ giúp việc ở Thâm Quyến. Bắt bà ta vào ngày 20 tháng 5 năm 2015, khi thẩm vấn, quần thừa nhận tội danh bắt cóc và buôn bán trẻ em. Từ năm 1995 đến năm 2000, bà ta bắt cóc 6 trẻ em ở quận Diêm Điền bằng thủ đoạn tương tự với khôn. Cảnh sát cũng tìm thấy hợp đồng mua bán trẻ em tại nhà của bà ta thưa quý vị những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại